chào bà con. Thì cái clip này mình sẽ quay và hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật làm vàng chanh leo đối với diện tích là một sào ở Tây Nguyên, Đắk Lắk, nói chung là ở Buôn Hồ á, thì ở tại đây là cái vườn của mình. Thì qua clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con với những nông dân mà bắt đầu trồng chanh á, mà chưa rõ và chưa hiểu, chưa nắm được cái kỹ thuật làm vàng như thế nào. Thì với cái diện tích một sào này mình sẽ hướng dẫn cho bà con cụ thể về số trụ bê tông, số trụ tre, cách giăng kẽm như thế nào để bà con nắm rõ được cái cách làm. Và qua cái clip này thì bà con vui lòng đăng ký kênh, like, chia sẻ video, thì từ đó mình sẽ có động lực làm những cái video tiếp theo cho bà con. Vì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về những cái chưa biết và những cái sẽ làm và chuẩn bị làm, sẽ có được kinh nghiệm để rút ra, và sau này sẽ bà con sẽ làm sẽ được đạt được cái năng suất và hiệu quả cao hơn. Thì về với cái clip này thì bà con xem, thì thứ nhất là về số diện tích đó, thì bà con nên trồng số trụ là từ chiều dài 35 m, thì bà con trồng cứ khoảng cách là 5 m một trụ, 5 m một trụ, và chiều rộng 30 m thì bà con cũng trồng 5 m một trụ, 5 m một trụ. Như nhìn trên hình đó thì bà con thấy rõ đó. Và với cái hình thứ hai này á, thì những con số mà mình đánh cho bà con 1 2 3 từ 4 5 6 7 á, cho tới số 17 á, là những con số này nói về số trụ bê tông đó, là mình đánh dấu cho bà con cứ chôn sang số trụ như thế, là cứ cách 10 m một trụ, 10 m một trụ, đi theo hình so le dắt với nhau. Còn những hàng bìa thì bà con nên nhớ là chôn cho chắc chắn và làm neo hết, cứ neo dạng như cắm trại hết, bà con cứ neo hết vào đó cho nó chắc. Còn những con số xanh á là trụ bê tông. Còn lại những con số mà 000 á, màu vàng á, ở trên hình như bà con thấy đó, là những con số này nó nói về những cái trụ là trụ tre. Bà con lưu ý là khi bà con làm trụ á, thì chiều cao tầm từ 2 m đến 2,5 m cho 1.000 chanh dây, nếu mà chiều cao mình đi để cho nó khỏi vướng. Thứ hai là sau này khi mà chanh nó bò á, thì nó sẽ xệ xuống một phần nữa. Bà con lưu ý là trụ từ mặt đất lên vàng là từ 2 đến 2,5 m, tùy vào nhu cầu của bà con. Còn với như cái vàng chanh dây của mình á, trong cái clip sau cái clip bà con xem á, thì dàn này tầm 2,3 m. Thì khi chanh nó xẻ xuống á, thì vừa người mình cũng thấp, thì mình đi là vừa tầm, nên mình làm chỗ đó tiện cho cái việc chăm sóc và cái việc phun thuốc như thế này. Thì bà con nắm rõ chưa? Còn đối với cái việc giăng kẽm sau này á, ở với cái hình tiếp theo nè, thì mình cũng nói rõ là mình giăng kẽm ở những cái số mà cái đường chỉ đỏ á, là giăng kẽm 3 đến 4 ly, dưới cái đường chỉ mà màu xanh tím á, thì 3-4 ly như trên hình thì mình đã nêu rõ cho bà con đó. Còn cái ở cái tiếp theo á, cái hình tiếp theo này chuẩn bị bà con xem, thì mình có chỉ cho bà con đó là những khoảng cách mình 5 m một trụ, 5 m một trụ á, bắt đầu chúng ta giăng kẽm nhỏ á, là chúng ta giăng khoảng 0,5 m một dây kẽm nhỏ từ 1 đến 2 ly, cứ 0,5 m. Thì đó là toàn bộ về cái kỹ thuật là giăng kẽm ở ngoài trong lý thuyết. Còn khi ra người thực tế bà con cũng áp dụng như thế. Còn nếu ai mà muốn chắc chắn hơn thì tất cả đều làm trụ bê tông luôn, là 5 m hết, tất cả đều bê tông luôn. Nhưng mà bà con làm vậy nó rất là tốn, vì mình đã dựng những cái trụ bê tông kia là luôn cố định, luôn cố định, thì nó sẽ không có bị sụp đổ. Và đối với vùng đất ở Tây Nguyên á, thì bà con chôn với mức độ sâu khoảng cỡ 0,5 m thôi. Còn ở những bà con ở vùng đất cát á, thì nên chôn sâu hơn nữa, vì nếu mà chôn rộng quá thì trụ nó dễ sụp đổ. Và bà con nên neo chắc ở những hàng bìa nha, lưu ý là những hàng bìa, tất cả trụ bìa bà con luôn neo lại. Còn nếu ở trong những trụ bê tông bà con muốn an toàn á, thì cũng neo luôn, neo ba chân như cắm trại luôn. Thì những trụ bê tông đó mình đã đánh dấu như hình đó. Thì qua cái clip về lý thuyết này thì bà con xem những cái hình ảnh kéo dây, chân dây, hình ảnh đó, thì bà con cũng đã hiểu rõ được những cái cách mà làm vàng như thế nào và giăng kẽm như thế nào. Thì đó là phương pháp mình làm trụ, đó là vừa tiết kiệm cho bà con mà vừa mang lại hiệu quả cho bà con, không tốn chi phí nhiều cho một sào. Thì từ một sào đó thì bà con nhân ra, thì với diện tích mấy sào đó thì cũng làm tương tự như vậy. Thì tùy vùng, nếu mà đất vuông hay đất nghiêng thì bà con cũng áp dụng phương pháp vậy. Nhưng mình nên nhớ là những cái hàng bì dưới những cái trụ bê tông ở trong lưới á, mình giăng là những cái số mà 0 với số 1 đến số 17 á, là những số đó là bà con nên làm cho nó chắc. Vì những cái cột đó là cột quyết định, khi mà cái dàn chanh dây nó bò sau này nó nặng, sản lượng nó nhiều không á, thì nó sẽ nhờ vào những cái trụ đó. Thì với clip này thì bà con cũng xem những hình ảnh kéo dây và những kẽm ở phần sau. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh để sau này mình tiếp tục chia sẻ video này, để tiếp tục mình làm những video mới để phục vụ cho bà con. Thì qua cái clip này thì bà con cứ tham khảo và áp dụng theo cái hình thức làm vàng như thế này, rất mang lại hiệu quả và chi phí cho bà con. Thì cũng xin được cảm ơn bà con đã quan tâm và xem dõi clip này.